Nội dung ôn tập cho phần kiểm tra học kỳ 2 gồm có 2 bài như sau. Bài 18: Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước thế kỷ 10. Trong bài này, các em đã được tìm hiểu 5 cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân ta trong thế kỷ thứ 10. Và đối với nội dung của bài thi học kỳ 2, các em chú ý cho cô 2 cuộc khởi nghĩa như sau. Đó là khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40-42, khởi nghĩa Ly Bí và nước Vạn Xuân năm 542 đến năm 602. Bài tiếp theo là bài số 19, bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ 10. Bài 18: Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước thế kỷ 10. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40-43. Vì bất bình trước chính sách cai trị hà khắc của chính quyền đô hộ phương Bắc, vào tháng 3 năm 40, hai chị em là Trưng Trắc và Trưng Nhị đã nổi dậy khởi nghĩa ở vùng Hát Môn. Được nhân dân khắp nơi hưởng ứng, từ Hát Môn, nghĩa quân đã nhanh chóng chiếm được thành Mê Linh, rồi tiến xuống Cổ Loa và Luy Lâu. Lúc bấy giờ, Thái Thú Tô Định đã hoảng sợ, nhanh chóng cắt tóc, cạo râu, giả làm người Việt, lẫn trốn vào đám tàn quân để chạy về Trung Quốc vào tháng 4 năm 40. Khởi nghĩa thắng lợi, nhân dân đã suy tôn Trưng Trắc lên làm vua, bà lấy hiệu là Trưng Vương, hay còn gọi là Trương Nữ Vương, đóng đô ở Mê Linh, Hà Nội, và ban thưởng cho những người có công trong cuộc khởi nghĩa. Tuy nhiên, mùa hè năm 42, nhà Hán đã đem quân đàn áp. Lần này, chúng đã cử Mã Viện là một tên tướng có rất là nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở vùng đất phương Nam. Vì tương quan lực lượng giữa chúng ta và giặc quá chênh lệch, đến năm 43, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã thất bại. Tương truyền, để giữ bản thân của mình không rơi vào tay của quân giặc, thì hai chị em là Trưng Trắc và Trưng Nhị đã nhảy xuống dòng sông Hát để tự vẫn. Và nhân dân đã thương tiếc, lập đền thờ hai bà ở khắp nơi. Các em hãy dành ra ít phút để cùng xem lại nội dung ghi bài của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40-43. Chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên, bài 18. Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước thế kỷ 10. Phần 3 La Mã: Khởi nghĩa Ly Bí, nước Vạn Xuân, năm 542-602. Sau đây, các bạn hãy cùng xem lại lược đồ cuộc khởi nghĩa Ly Bí vào năm 542. Mùa xuân năm 542, nhận được sự ủng hộ của nhân dân, Ly Bí đã nổi dậy khởi nghĩa, đánh đuổi được Tiêu Tư, chiếm giữ thành Long Biên, tỉnh Bắc Ninh ngày nay, và làm chủ toàn bộ Giao Châu. Cuối năm 542, nhà Lương đã một lần huy động lực lượng sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Ly Bí, tuy nhiên đều thất bại. Đến đầu năm 543, nhà Lương lại lần thứ hai đem quân qua đàn áp nước ta, và lần này Lý Bí đã có sự chuẩn bị, cho nên ông đã nhanh chóng đánh tan được sự đàn áp của quân Lương và tiến hành giải phóng được cả khu vực Hoàng Châu rộng lớn. Chính vì vậy, cuộc khởi nghĩa của Lý Bí đã giành được thắng lợi. Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi vua, hiệu là Lý Nam Đế. Ông đặt tên nước là Vạn Xuân, có nghĩa là mong muốn đất nước luôn luôn được hòa bình, nhân dân đều được ấm no và hạnh phúc.
Ông chọn vùng cửa sông Tô Lịch, Hà Nội làm kinh đô và cho xây điện Vạn Thọ và chùa Khai Quốc, tiến hành cho đúc tiền riêng. Cô mời các em xem lại nội dung ghi bài của cuộc khởi nghĩa Ly Bí và nước Vạn Xuân. Sau đây, chúng ta sẽ tiến hành ôn tập bài số 19, bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ 10. Trong phần 1 La Mã, đó là cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương. Các bạn chúng ta cùng quan sát lại cho cô nội dung chính sách cải cách của Khúc Hào. Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ đã đánh chiếm Tống Bình và tự xưng là tiết độ sứ. Sau đó, năm 906, nhà Đường bắt buộc phải phong Thừa Dụ là An Nam tiết độ sứ. Năm 907, sau khi Khúc Thừa Dụ qua đời, con trai của ông là Khúc Hạo lên thay, tiếp tục chính sách xây dựng đất nước và tiếp tục xưng tiết độ sứ. Đây chính là những cải cách của Hào. Các bạn chúng ta cùng quan sát với cô từ chủ trương, đó là chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui. Và tất cả những nội dung cải cách của ông đều xoay quanh chủ trương nhân dân đều được yên vui này. Thứ nhất, đó là về hành chính. Ông cho sắp xếp lại, tổ chức lại các đơn vị hành chính. Tiếp tục thi hành các chính sách cải cách tiến bộ, đó là bãi bỏ chính sách bóc lột của bọn quan lại đô hộ phương Bắc, chiêu mộ thêm binh lính, và cuối cùng đó là chỉnh lại mức thuế, đặt quan lại mới phụ trách việc thu thuế. Và những cải cách của cha con Khúc Thừa Dụ có ý nghĩa hết sức là to lớn, đó chính là xây dựng chính quyền tự chủ độc lập với phong kiến phương Bắc. Đó là một chính quyền của riêng người Việt, do người Việt nắm giữ. Các em cùng xem lại nội dung ghi bài của phần 1 La Mã, cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương. Hai La Mã, Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Sau đây, cô mời các em cùng quan sát lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938 và các phần chú thích. Cuối năm 938, đoàn thuyền chiến do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Nhân lúc thủy triều lên, Ngô Quyền đã cho thuyền nhỏ ra khiêu chiến, nhử quân giặc tiến sâu vào cửa sông. Lưu Hoằng Tháo là một tên tướng trẻ, cho nên rất là háo thắng. Khi thấy quân ta thua chạy, thì hắn đã cho quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm. Và đợi khi thủy triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh tấn công. Lúc bấy giờ, quân giặc thua và hoảng loạn, phải rút chạy ra biển. Và khi nước thủy triều rút, đã lộ ra những cọc nhọn, thuyền va vào cọc, vỡ tan tành. Ngô Quyền đã hạ lệnh đem thuyền ra đánh, quân giặc hoảng loạn nhảy xuống sông, và trong trận này, Lưu Hoằng Tháo đã tử trận. Nét độc đáo trong cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền thể hiện ở những điểm sau. Ngô Quyền đã phân tích được thế mạnh yếu của quân giặc. Quân Đông có lợi thế về chiến thuyền, nhưng về thế yếu của quân Nam Hán lại là tiến quân đến bằng đường biển, nhưng lại không nắm vững địa hình cụ thể, kéo quân từ xa đến mệt mỏi, lại mất nội ứng do Kiều Công Tiễn đã bị giết. Ngô Quyền đã thông minh, chủ động bày trận địa phục kích, biết lợi dụng lợi thế của sông Bạch Đằng để tổ chức thủy chiến. Về ý nghĩa và cũng là kết quả của trận chiến Bạch Đằng, đó là chấm dứt hẳn thời kỳ Bắc thuộc,
và mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc ta, thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài cho Tổ quốc. Bên cạnh đó, còn có một ý nghĩa nữa mà chúng ta có thể thấy, đó chính là thể hiện ý chí quyết tâm đấu tranh chống giặc xâm lược của dân tộc ta, đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc. Các bạn chúng ta tiến hành ôn tập và học bài theo đề cương dưới sự hướng dẫn của giáo viên và chuẩn bị cho nội dung kiểm tra đánh giá học kỳ 2.